Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ vào chơi cái con game rồng hổ này. Thì hôm nay mình có cái số vốn là 5.600.000. Thì vào đây cũng muốn thử cái vận may của mình xem là hôm nay cái vận may của mình nó có tốt không nhá. Xem là có tiến lên đến độ 10 triệu thôi anh em ạ. Chơi nhỏ ăn non thôi. Đấy. Đang cầu rồng hòa phát ra hổ này, rồng hòa phát lại ra rồng, khó đấy nhỉ, xem nào, xem là đang hai rồng rồi, lấy con hổ đi. Nói chung là chơi thì anh em, ui rồi, hỏng luôn, lại là rồng anh em ơi, vốn anh em có bao nhiêu anh em chơi với nhiều nhá. Không khuyến khích là cứ đánh to xong rồi chơi cũng cần phải tỉnh táo nữa anh em ạ, đánh to thua to là mệt lắm ấy. Đấy, con này mình thử đánh gấp thêm đi, không được thì phải tính quay cầu khác anh em nhé. Ok đấy, anh em mà muốn chơi con game này để trải nghiệm cũng như là cái thử vận may ấy, thì mình cũng có để cái đường link dưới phần mô tả bình luận, anh em có thể tải về chơi và trải nghiệm. Giời, lại bẻ ngay anh em ạ. Khả năng này rồng nhiều hơn, lại quay sang đánh rồng thôi anh em ơi. Không không ổn rồi. Xem nào. Đừng có bảo là sau này đi cầu 1-1 là hơi buồn đấy anh em nhé. Anh em tải con game này về chơi thì sẽ được tặng code để anh em chơi trải nghiệm nhé. Đấy, đi cầu 1-1 thật rồi anh em ơi. Đấy, nó cũng là đỏ đen đấy anh em ạ. Cái cầu kèo này thì nó cũng một phần thôi. Ok, sao? Mình sẽ gỡ lại cái này, vẫn đánh 5 lít để gỡ lại anh em ạ. Đấy, lại hút rồi anh em ạ, khả năng đúng đi cầu 1-1 rồi anh em ạ, cố lấy vài tay nữa là mình nghỉ thôi. Xem nào, có đúng không nhá, ra con hổ đây. Hổ đi anh em. Úi giời, ăn chắc luôn. Anh em vốn to thì anh em có thể chơi to và sẽ ăn to được nhá. Nhưng cũng có thể là nó sẽ thua to. Nhưng vốn nhỏ thì anh em chơi nhỏ thôi. Đây nó cũng có mức cược 5k, 10k, 30k anh em nhé. Xem nào, hút không? Ui giời, không được rồi. Nó bẻ cầu rồi anh em ơi. Bẻ luôn này. Đấy. Nó bẻ thế này là đúng là bịp rồi. Rồi được rồi, tưởng tiếp đi xem nào. Khả năng vận may hôm nay thì cũng không được hên được lắm rồi. Ok, lại húp rồi anh em ơi. Xem nó có bẻ đi cầu 22 hay không đây. Như thế này là mình nghĩ là cũng nên là đánh lại cái cầu 22. Mình đánh tiếp con rồng anh em nhé. Mình thử bẻ cầu nhé. Nó đang đi 1-1. Nó lại đứng lại ở con hổ một cái thì mình nghĩ phát này nó sẽ đứng lại con rồng khác. Xem có chuẩn không anh em nhé. Khả năng là đúng rồi. Ok luôn, bẻ luôn này. Đấy, nó bẻ luôn. Nhưng mà phát này mình nghĩ là nó sẽ lại không bẻ có cái cầu đi 22 nữa, mà phát này nó lại là sang tiếp tục vào con rồng anh em ạ. Đấy, nó này xóa mất nó bớt cái lịch sử đi rồi. Phát này mình nghĩ chắc chắn nó lại là ở con rồng. Mình sẽ không bẻ sang con hổ. Xong tay sau mình sẽ đánh sang con hổ anh em nhé. Nào, xem có chuẩn không nhé. Ôi giời, không đúng không? Đúng bẻ đi 22 rồi anh em ạ. Ok không sao.
thế nên mình lại quay lại sang bẻ sang con hổ tiếp anh em nhé. Đó, tiếp tục. Xem nào. Ui rồi ôi, thế là nó bẻ rồi anh em ơi. Ê, hỏng rồi, hỏng rồi. Lại đi hai rồng một hổ rồi anh em ơi. Đấy, hút luôn rồi nha. Xem nào, con này mình lại đánh rồng đi. Xem có hút không nhá. Khả năng vận may hôm nay không tốt lắm đấy. Ok, hút rồi nha mọi người. Thôi quánh đi đánh lại thì cũng thấy là cái cầu kèo này nó không được đẹp cho lắm anh em ạ. Kiếm lãi được mấy trăm mà đủ được ngày công. Thôi mình nghỉ đây anh em ơi. Anh em xem video mình hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.